Xe đét. Rồi bữa nay thì Út Hà với Dưỡng Tám U30 và em Hiền đi xe đét ha cả nhà. Em Hiền giờ đang ngồi đây nè, khai 6 Dưỡng Tám kìa. Dưỡng Tám sao? Biết uống bia không? Biết. Có thấy không? Bánh đính nào béo không bia? Vậy hả? Có uống nhiều không? Nhiều. Bữa nào mình xuống với mình uống bia một bữa hay gì? Uống bia à? Hiền uống không? Hiền uống không? Hiền uống không? Thôi uống cái đó xỉn xấu lắm á. Ăn đó đừng uống. Giờ để giờ xe ăn viết chảy rồi. Giờ xe tới rồi, khoảng 20 phút nữa mình lên xe. Chút nữa đi qua bên bển Út Hà quay lại qua xe đét đẹp lắm cho cả nhà xem nha. Hiền chào đi, Hiền chào. Dạ. Đang ăn gì? Ăn trứng cút nè. Trứng cút nói gành gạnh luôn á. Đang ăn trứng cút nói gành gạnh nè. Còn trứng bự bự là trứng gì? Trứng bự bự á. Trứng vịt. Trứng gì? Giờ xe bắt đầu chạy rồi nè. Phải hả? Mấy giờ? Nãy hỏi chú nói giờ là mấy giờ? Mấy? 9 giờ. 9 giờ. Giờ thì tới Sa Đéc rồi, đang định hình hết cái đường đi giờ. Ngồi trên xe ngồi ngu luôn rồi. Làm gì Hiền còn ngủ hả? Để họ coi nhớ lại coi cái gì. Đố em Hiền, cái ông bên đó là ông gì? Cái ông bên đó kìa. Ông đó là ông gì? Ông gì? Bác Hồ. Bác Hồ. Ai giữ ta? Cả nhà ơi, kìa cái ông đứng bên bển ha, cái tượng đài Bác Hồ ha. Em Hiền biết là ông đó là ông gì của anh ơi? Ông Bác Hồ. Ông Bác Hồ. Ôi hay giữ ta. Biết ông Bác Hồ luôn. Biết. Bác Hồ đó ở đâu mà Hiền thấy hả? Thấy mấy gì? Thấy ở đâu? Ở trong tiền đúng không? Thấy trong tiền rồi biết nhận ra Bác Hồ luôn. Ông đó ông gì? Bác Hồ. Phải Bác Hồ không? Dạ. Bác Hồ. Ở đây đang đợi chuyến xe buýt nữa đi ngược qua bên kia. Hồi nãy phải mình đi Honda thì dễ đi xe hơi, xe buýt là nó chạy xuống tuyến đường này, mình phải đi thêm tuyến đường nữa nó mới qua bên cái đường bên làng qua.
bên đó mới bán cây kiểng với chậu giống, hạt giống nữa, phân thuốc rồi bên đó. Đẹp quá nè, đây là cái công viên. Chưa thấy chiếc xe màu cam lên nữa Huyền ơi. Chào đi, chào cả nhà đi. Hôm nay Huyền đi xe đét. Đi xe đét. Chào. Không ăn cơm mà ăn giặt ăn giả ha. Ăn chuối nướng. Bây giờ vô uống nước mía. Gặp fan cứng của ông Huyền nè, có chứ chưa định uống nước mía đâu. Gặp fan cứng mừng, tôi tưởng đâu bà con không mà kêu chú Tám tưởng nhìn bà con rồi. Cái bút của tôi lên được 3.050 à. Tưởng đâu bà con nhìn bà con mừng chết luôn, đi xứ lạ quê ngồi nghe kêu chú Tám mừng ai về đâu. Fan của Huyền, fan cứng của Huyền. Chào đi. Mấy cái xe kéo đó nó có kéo qua tới Long Thiên được không ta? Nó kéo nội ô trong xe tải một có hai xe tải một tấn nhỏ. Cái xe này đi ra Mai Bắc chứ. Biết mà lụm gì? Chứ ăn gì? Nãy tao đi xuống từ từ tao ăn cơm, ăn bún, ăn phở, ăn cháo gì tự nhiên đoạn chuối kìa. Mày úi hả? Vô luộc ba dĩa chuối ngán cũng gần chết à. Kìa, chuối ăn chốt kìa. Chuối nữa kìa. Chuối ăn chốt đó kìa. Trời ơi, sao không làm đi nhỏ uống trầm hết luôn. Uống luôn hả? Uống đi. Ừ. Uống chuối vậy đen ha. Uống dễ lao chút xíu. Có hả? Cởi ăn cây số đi vô làm qua chơi không? Đi không? Vô làng qua không? Làng qua giống vậy nè, vô con đó nó trồng cò bông, trồng kiển, nó có xích đu, có xe, xích lô rồi chơi vậy đó. Cũng dài dài, đường này dài vô người ta trồng bông không à. Quá rồi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi mới mời. Hàng với chao nè, giữa rau nè, với cà xào. Bố con của cha con của em Hiền ăn canh chua. Em ăn luôn. Với lại thịt xào ống guốc, cà xào. Rồi, ăn đi. Ăn bữa cơm này ai trả tiền đây? Hiền trả nha. Ủa mẹ hả? Bánh ủa mẹ rồi. Uống hà trả rồi hả? Ồ trời nhớ hay dữ ta. Sáng giờ gì ốp chảo biết nhiêu rồi rồi. Rẻ rồi à. Cơm ở đây cũng rẻ nè. Cơm Bình Dân bán cho lao động luôn, cơm rẻ ăn cũng ngon đó nha. Mời cả nhà ăn cơm đi. Hiện bốc không dám quay luôn. Bốc không ạ? Hiện nó bốc không dám quay luôn. Cái đũa với muỗng rồi thế. Dạ dạ rồi.